nghe. Gái ông kìa, anh con giỏ đi kìa. Rồi, wow. Giỏ này nó kiếp luôn mà. Đẹp quá không? Tặng quá không? Chị em này còn chưa đeo nữa. Đeo bé mặt bầm. Vậy hả? Dạ. Bé hôm qua vô cái giường chơi. Lấy dầu cù la đó. Rồi, má có lấy muối tha. Má nói dầu cù la này hai lần thì kiểu tỉnh. Tao chặt cái đầu nấu mát đó. Dạ. Chặt cái tao quất phục vô đây, máu phun ra cái nước dầu cù la vô đây. Hết rồi. Tuyệt vời. Sợ sức nó cay mắt. Không, mắt không được. Cay ngay đây rồi. Không, à. Sợ nó cay. Sợ nó cay. Dạ. Sức trong lúc nó ngủ thì được. Dạ. Rồi nhẹ nhẹ. Dạ. Hai lần rồi nè. Dạ. Cho nên có cái mình mà lỡ có cái gì bầm hay là đi nọ đấy, cái gì đấy, sức vô. Bầm mặt con rồi nè. Bảy con tội nghiệp con quá chừng nè. Giỏ của mỡ ly, bóp của mỡ ly ra rồi. Nó điều điệu bả kìa. Hai đứa lại Phật không? Con lại Phật không Khang? Khang lại Phật đi, lại Phật đi con. Con lại Phật nè. Ô, chúng chân em rồi, chúng chân chị. Chị ơi, chúng chị. Lại Phật đi con. Khang lại Phật nè. Lại Phật giỏi chưa? Đó, em Khang lại Phật giỏi chưa? Giỏi, đó ta. Muốn lại Phật không? À. Dạ, anh này phải khen. Anh ở nhà chị nói anh chùi, anh giỏi vậy là. Ồ vậy à, hay quá, giỏi quá. Rồi lại Phật tiếp đi Khang. Lại Phật đi con, lại Phật đi. Nè, lại Phật đi. Lại Phật đi. Đi. Qua lại Phật kìa. Phá là phá rồi. Căng lên lại Phật kìa. Chị mình ra lại Phật đi chị. Chị mê cái bóp rồi. Tặng cho chị cái bóp cho chị mang. Ừ. Anh nói với con cái cảm mặt em vậy thằng bút lại cho. Lại đi đi. Đi lại giờ đây cá nha. Hay bố ơi, nhảy đi con, bố đi con. Trời nói gì lạ lạ nó quay ra. Dạ. Ừ, của em đang gặp chơi. Chị câu cá chưa? Kìa làm nhanh thì nhanh nhanh nhất. Để bị sát. Để bị sát được. Nhanh nhúng. Khang nhúng luôn Khang. Nó coi cái hình này mà cha mà trong nó bị đánh thì cái nọ nó chắc yeah. Nó kiếp nào đó nó bị cha của yeah. Bữa nó nghe bản nhạc làm cha đi khóc này nè, nghe hoài khóc hoài khóc nước nước nở lại da nó chích vô nó lại da giờ nó không nhớ rồi anh cho chị khóc. Không có bát nha. Đúng rồi, không có bát. Rồi, cả cái này cho chị em nè. Em đi shop đi không? Muốn đi tao. Bắt đầu ngày mai đó thì cái gì thầy đi.